Con chào các cô nha. Mình đến từ đâu cô? Đông Thạnh. Đông Thạnh Hóc Môn ha. Dạ, hôm nay đến từ Hóc Môn nhiều ghê luôn. Dạ. Dạ, bây giờ có cần con giúp gì không cô? Là mình đi chung là ba à, bốn chị em đó cô. Rồi thôi tụi con sắp nha ra phụ cho. Bây giờ mình đem mấy cái này qua bên kia hả cô? Dạ. Rồi rồi quá. Rồi con đem cái này qua bên kia cho. Rồi. Đèn dầu đúng không cô? Giờ con sắp dầu luôn cho. Rồi, con sắp hết luôn cho. Dạ. Bây giờ mọi người sẽ sắp vào đây. Bây giờ mình sẽ để ra đây. Dạ, cái đèn cài chung này mình đốt luôn hay là mình để dành con? À, mình để dành ha, cho mấy anh đốt. Dạ. Hồng nhang này rồi con đem để cái show cô ơi. Dạ, cái show với sao con? Để con đèn nào họ cúng hơn họ cúng. Dạ. Dịp này có bó nhang lớn nữa. Trời ơi, mọi người đến đông quá. Rồi cô đưa rác đây con dọn cho. Dạ. Mọi luôn cảm ơn mấy chị ở Hóc Môn. Để bạn này cúng luôn hả anh Niêu? Rồi. À, có hai chị gái đang phụ anh Niêu để bưng qua cho nó gọn. Hôm nay là không biết món chay mình là bao nhiêu món anh? 17 món ha. Tính mua nữa mà thôi, 17 món là quá ok đó. Chị Nhi ơi, điện thoại chị đâu, cần giúp không? Bao sạch ha cô. Cho con bể đây đi. Bọc và nước ha anh. Chắc là bên đó đó. Đó chưa? Con chay lúc nào có nước chứ. Bây giờ mình lấy ly không anh? Lấy ly luôn ha. Dạ. Bữa nay xế chiều rồi mới về đúng không chị? Thấy em nhớ dài không? Rồi, mấy ly anh? Mỗi chai một ly nha. Thấy coi bao nhiêu ly, bao nhiêu chai. 2, 4, 6, 8, 10 nha. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 ly đủ rồi đó. Bây giờ mình sắp ngang vậy nè. Đó, mình cứ sắp chai. Một chai xăm là một ly. Đó, trưng bày cho nó đẹp cái cổ. Chị nó sát sát đi nó đi. Đây con để cơm nữa. Cơm nữa. Ừ, con để cơm. Thì con để cái chai nha. Nước xa ra nhìn nè. Đó, mình để như thế này nè. Không, con để là mình lấy một chén á. Thêm một mâm cơm xa. Múc bao nhiêu chén anh, 10 chén không? Đó. Cái ly này mình để sát. Thôi ly nhiều không ta? Thì đủ cái ly với anh 10 chai. Đó, như vậy đi. Cho nó sát sát cho mình để cơm nữa. Đây luôn. Để hàng trên này để cơm. Vô nó bày. Mình cần bó đá không? Bó đá, thôi bó đá đi. Bỏ không? Bó đá đi, đúng rồi, bó đá đi cho lại đi. Nước tiêu. Tại... Lấy ly là đi xúc cho. Dạ. Có. Thì mình cứ lấy ly mình xúc vô thôi. Nè chị. Rồi, cho mình chắc nước ra ha. Rồi. Thôi nửa ly thôi chị, không cần nhiều đâu. Tại vì em nghĩ nửa ly mỗi cái nửa ly ha. À nè, để em cầm đó. Có nước ha. Chắc bên này chị đổ qua đây đi. Dạ.
Rồi, đúng rồi, như đây thôi. Đây đây. Có đá đàng hoàng thì mình cúng nó mới đúng, đúng không chị? Có đá thì mình cúng nó mới đúng. Chứ ly không rồi. Mà để chắc là mình phải chế luôn á mới đúng nữa. Mình chế ra chắc một miếng nữa ha. À, cái này nó hơi có nước. Này phải có cái vợt ha. Chắc là đủ hả chị? Cái này rồi. Này là mình rót xong ra ly luôn nha anh Neil. Có một chai thôi tí rồi. Hả? Có một chai thôi. Không, mình một ly là mình rót lại hết rồi. Anh cứ rót đi, lát 10 cô bác cũng được. Mình rót vừa đủ thôi. Tại vì mình ít thôi. À đúng rồi, mình rót như đó thôi. Rồi mỗi chai mình rót một ly vậy đó. Tiền hỏi tiêu đâu? Yeah. Trời ơi, quá là tuyệt vời. Khỏi quay mà phụ như vậy là rất là quý nha bà con. Đây là kênh của ốc tiêu. Ốc tiêu Blog. À, Blog ốc tiêu, tên lạ quá. Mọi người đăng ký ủng hộ Blog ốc tiêu. Đem đi cho ta là kênh lạ quá. Thế đồ đũa muỗng. Đũa thì bây giờ mình bao nhiêu chén là 2 4 2 4 6 8 chén. 8 chén mình phải ta 8 đũa ha. Đủ rồi, dư rồi. Rồi như đây đủ rồi đó. Ủa mà vậy chắc phải 10 chén quá ha anh. 8 chén hả? 8 chén vậy mình lấy đũa này bỏ lại. Không, mình cứ chế hết luôn đi anh, tại vì cho nó đủ. Đem bà cố lên. Đàn bà cố lên. Đó, như vậy thì như các cô chú các chị thấy thì sáng nay lại có một mâm chay khổng lồ. Cái này là của khán giả nào anh? Của em Nguyễn Nam á. Nguyễn Nam ở đâu anh? Anh biết Nguyễn Nam không? À. Rồi, đến đây thì mình là bếp mình xin chào tạm biệt tất cả quý cô chú. Nếu mà các cô chú các chị cho video thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm bếp Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.